Con hôm nay thì Hà Bình Ngon sẽ trực tiếp hỏi khách hàng của mình là đến nhà Hà Bình Ngon ăn thử giống, thăm vườn cây và tìm hiểu về các nguồn gen giống. Thì cô cho cháu hỏi là cô ở trên hồ Ba Bể, Bắc Cạn. Xuống đây thì vừa nãy cháu có tiếp cô và các chú đến nhà cháu ngồi ăn bưởi, thì cô cảm nhận về cái các giống bưởi mà cháu giới thiệu cho cô ở nhà cháu như thế nào? Các giống bưởi ở nhà chú Hà bưởi ngon này thì nói chung rất ngon. Bưởi đường thì đúng là ngọt, bưởi Quế Dương Bưởi Quế Dương ăn rất là ăn tan rất là thôi. tan tôm. Rồi là Còn bưởi Tam Hồng bưởi thì Tam là Hồng là giống bưởi mới của giống Trung bưởi Quốc. mới của Trung Quốc, thì là vừa rơm rốp chua, vừa chua vừa ngọt, Ví dụ như cô ăn rất ngon. ăn bưởi Tam Hồng và bưởi da xanh thì cô so sánh hai cái sản phẩm đấy như nào? Một là hàng da xanh ngon của Việt Nam và bưởi Tam Hồng ăn ở nhà cháu. Cô thấy bưởi cái Tam Hồng đấy thì nó tôm to với ngon, chua chua ngọt ngọt, rất là hợp với khẩu vị của miền Bắc. Cơ bản nhất là xin thưa quý bà con này này, Hà Bình Ngon quyết định đưa giống bưởi Tam Hồng của Trung Quốc về Việt Nam. Đó là một giống quốc quả của bên Trung Quốc và chất lượng quả không thua kém gì bưởi da xanh, thậm chí có nhiều ưu điểm vượt trội hơn như là mẫu mã đẹp, thu sớm hơn bưởi da xanh và phù hợp với thời tiết miền Bắc cũng như tất cả khu vực miền Nam, miền Trung, bởi vì bưởi Tam Hồng rất là ưa nóng ẩm. Thì thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm hơn ở trong Phúc Kiến Trung Quốc rất là nhiều. Đồng thời bưởi Tam Hồng cũng thu trước bưởi da xanh. Và một điều quan trọng nữa đó là Hà Bình Ngon khi mà đưa giống bưởi này về trồng ở Việt Nam thì sau này cái bưởi của Trung Quốc và có phát triển sang Việt Nam để bán thì sẽ hạn chế được rất là nhiều người buôn từ Trung Quốc sang Việt Nam hoặc từ người người Việt Nam sang Trung Quốc buôn quả về Việt Nam. Bởi vì người Trung Quốc họ phát triển hơn chúng ta rất là nhiều. Họ làm tốt hơn chúng ta hàng mấy chục năm, nên mà khi nếu bà con nông dân chúng ta Hà Bình Ngon ngại nhất là những người buôn hàng nông sản của Trung Quốc mà người ta buôn quả sang, là người nông dân Việt Nam sẽ chắc chắn là sẽ bị điêu đứng, bởi vì chúng ta chưa 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 làm được hàng tốt, hàng ngon như của họ và chúng ta vẫn còn đang rất lạc hậu so với họ rất là nhiều năm. Nên là cái điều mà Hà Bình Ngon lo ngại nhất chính là những người Việt Nam buôn buôn bưởi của Trung Quốc về để bán. Còn thị trường thì đương nhiên là người ăn người ta sẽ hợp khẩu vị loại nào và phù hợp với người ta sẽ ăn. Nhưng nếu là người Việt Nam, những người có lo nghĩ cho nông nghiệp của Việt Nam thì rất mong rằng là những người buôn hoa quả chúng ta không nên vì lợi nhuận mà chúng ta nhập hoa quả của Trung Quốc về, mà chúng ta chỉ nên là phát triển hoa quả hoặc là chúng ta nhập về hoa quả của Việt Nam xuất sang Trung Quốc được thì chúng ta mới thu được ngoại tệ và chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề đầu ra cho bà con nông dân. Còn nếu mà chúng ta mà nhập bưởi của Trung Quốc thì Hà Bình Ngon rất là lo ngại cái vấn đề này. Và tại sao có người sẽ hỏi ngược lại, tại sao Hà Bình Ngon không không thích nhập quả về Việt Nam bán mà lại nhập cây giống về Việt Nam? Thì Hà Bình Ngon sẽ nói luôn cho bà con biết rằng là cây giống bưởi Trung Quốc, bưởi Tam Hồng này nó rất phù hợp với Việt Nam, đồng thời quả nó ngon, ngon tương đương với da xanh, thậm chí hơn và nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn, và nó sẽ thay thế một số cái dòng bưởi kém chất lượng ở Việt Nam như bưởi Nam Roi, bưởi Tân Lạc hay là một bưởi Hoàng Hưng Yên hoặc một số dòng bưởi khác chất lượng không ngon. Hà Bình Ngon khẳng định rằng khi bà con ăn được tất cả các giống bưởi và để so sánh thì mới có những cái đánh giá khách quan như Hà Bình Ngon mà nói, và chúng ta thay thế dần những cái giống không ngon đi để chúng ta có những cái giống bưởi ngon thì chúng ta mới đẩy mạnh kinh tế được. Và chúng ta ngay cả tiêu thụ nội địa thôi thì cái lúc mà bưởi Tam Hồng chín vào tháng 8 thì các giống bưởi khác cũng chưa có chín nhiều và đồng thời cũng chưa có bưởi ngon, nên là riêng chúng ta tiêu thụ nội địa thì chúng ta đã tiêu thụ rất là nhiều, đồng thời chúng ta ngăn chặn được phần nào hàng nhập khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam, bởi vì khi họ chuyển từ Phúc Kiến sang Việt Nam chắc chắn là giá thành họ sẽ không cạnh tranh được khi chúng ta tự sản xuất được ở trong nước. Điều đó kể cả chúng ta hàng chúng ta có kém hơn một chút về mẫu mã nhưng chúng ta chắc chắn là sẽ cạnh tranh được, bởi vì họ đi cái quãng đường đi rất là xa nên là cái chi phí vận chuyển rất là lớn. Thì hy vọng rằng là đây là những cái video Hà Bình Ngon chia sẻ để cho bà con biết rõ hơn về thông tin tại sao Hà Bình Ngon quyết định nhập giống Tam Hồng trước. Đây là một vườn điểm Hà Bình Ngon hướng dẫn bón và chăm sóc ngay từ đầu. Nếu tất cả bà con chúng ta mà đều làm được theo kỹ thuật của Hà Bình Ngon mà như vườn này thì chúng ta
sẽ có giá trị kinh tế rất là cao. Và chúng ta không làm được thì chúng ta cũng sẽ bị thải loại do thị trường, sau này sẽ rất nhiều bưởi. Nên chúng ta không có học hỏi, trau dồi kiến thức và lựa chọn những sản phẩm tốt để chúng ta phục vụ cho nhà vườn của chúng ta để ra sản phẩm tốt thì chúng ta cũng sẽ bán giá rẻ và rất là khó bán. Còn ngược lại, nếu chúng ta làm tốt thì giá bán của chúng ta rất là cao và chúng ta thoải mái lựa chọn. Em này từ sân bay về. Chào mọi người nhé. 97 ở Bắc Cạn.